Nghề bắt cá đôi Vũng Tàu hình thành và phát triển từ xưa. Theo ngư dân, đây là nghề bất đắc dĩ nhưng đã trở thành kế mưu sinh của nhiều gia đình. Ông Thạch, ngụ phường 3 thành phố Vũng Tàu, người có thâm niên 40 năm làm nghề, nói rằng ông bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng và kết thúc vào 17 giờ hàng ngày. Ngư trường của ông và hàng chục người khác là khu vực Bãi Dâu gần công viên Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu. Theo các ngư dân, họ đứng ở bờ và nhìn ra biển để tìm đạt cá. Lúc thấy hải sản bơi ở vùng nước cá bờ cách khoảng 50 đến 70 mét, họ dùng đá ném ra phía ngoài để cá đối sát vào bờ. Khi cá vào, ngư dân sẽ dùng chài để bắt chúng. Ông Nguyễn Văn Sơn, 54 tuổi, ngụ ở phường 3, thành phố Vũng Tàu, không biết nghề đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ biết khi lớn lên, được cha truyền nghề và gắn bó đến ngày nay. Trước kia, từng nghe cha kể về ném đá, đánh cá đối với từng thời ông nội. Thành quả từ những lần tung chài không giống nhau. Theo ông Sơn, có những phát chài ông bắt được gần 4 kg cá, nhưng cũng có phát chỉ được 2 hoặc 5 con. Nghề bắt cá đối ở khu vực Bãi Dâu bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch hàng năm.